và đây là lần thứ 3 Joy đối đầu với Sheena. Tôi sẽ cho anh em biết đặt cái tên Joy ác quỷ không để vui, mà đó còn là một nỗi khiếp sợ. Ghê đấy. Hẹn thôi. Ngoại thăm Sheena 7, tôi 2. 96,6% pha này sẽ full đầu. À đồ, mình nhớ mình tính toán kỹ lắm rồi mà ta. 1,7 luôn. Không ngờ Joy bếp lại có ngày này. Không thể để nó tái diễn một lần nào nữa. Dậy đi, dậy chiến đấu đi, thức tỉnh đi. Gặp đâu dí đó, siêu nhân đỏ, Joy Boy, kỹ năng, chùm dí. Ê, nãy còn thấy bên kia mà, dính ảo thật rồi. Rада, Луи, на мне только Фенди ходит. Ты мне звонят из улиц, перестань лимнуть, я не... Hôm nay Joy sẽ... Cái gì vậy ní? Sao mà hoài vậy? Làm trận sinh tồn không? Hôm nay tôi sẽ gánh lấy công chủ tội. Ông chùm tư duy đây mà. Thừa tôi tới rồi anh em ơi. Cái này là tư duy chiến thuật. Ní ra vậy, mẹ tôi dặn không cho chơi chung với người lạ. Đi nãy giờ bàn chân ghen thui luôn, mới có khẩu Saka. Mở cái này ra là mình đổi đời. Đù thơm. Ý, ai nhìn quen quen vậy? Là MC đây mà. Ủa sao nó đây? Ghê đấy, nhưng rất tiếc anh có Sonya. Ơ, Orion. Joy ơi, từ từ nghe tôi giải thích ha, tôi không cố ý đâu. Hôm nay nữa mới một chữ thôi đó ní. Lần trước còn nói được hai chữ, lần này mới nói một chữ mời rồi. Cái gì nữa vậy ní? Mỗi lần thấy ní mời tôi thấy có điềm nữa rồi đó. Có ý đồ gì không vậy? Không có, mà hôm nay nghiêm túc nha. Tôi đổ Joy biết tôi là ai luôn á. Ní là ní chứ ai? Không lẽ hứa này là Lê Mạnh Cường? Sai rồi, thật ra tôi là ác quỷ FIFA. Tôi chuẩn bị đi đầu quân cho WLG để lượm cúp giải VFL đây. Ghê chày. Còn bây giờ nghiêm túc bắn một trận ranh nè. Cùng anh bắn qua bao đại dương, cùng anh đi qua bao con đường. Hiểu là ní, ní, kiểu bé. Chuẩn bị đi đầu quân cho WLG để lượm cúp giải VFL đây. Thành viên mới 11 đi thi đấu VFL với mình á. Nghe nói có tiền kỹ gì bá đạo lắm. Cái gì mà chưa đụng đã hẹo. Hôm nay Joy sẽ... Ui, hôm nay khứa là MC nó không ngoài mấy ní ơi. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời để tôi mang đến cho anh em một combo đấy. Uri, Mỹ hắn. Hôm nay đúng là một ngày mai. Chỉ trời gặp nữa rồi. À, hôm nay đi chơi gái đồ. Hay lắm nha, là MC. Joy ơi, nhiều lúc ông nhìn như thế nhưng mà nó không phải như thế đâu. Thôi rồi, đừng lý do lý cháu, cần hai luôn mới ghê nhé. Gì vậy ba, kênh hai gì ở đây? Hai bà hồi nãy vào hỏi tôi là tôi chuẩn bị đầu quân cho WG để lượm cấp giải VFL à, chứ có gì đâu. À, cái vụ ông đi bắn VFL chưa đụng đá hẻo hả? Trời ơi, hôm qua là vấp cỏ té tôi, hôm nay làm lại nè. Lên nhạc! Joy ơi, tôi với ông có mối quan hệ gì nhỉ? Hôm nay làm rõ luôn đi. Bạn thân mà đâu ngay lấy lo. Hay lắm nha. Nói gì giờ trời, quýu luôn rồi. Em ăn cơm chưa? Đơn thì sao em chẳng nói ra. Anh sẽ đưa em đến. Ai gửi tổ đội đây? Sao vậy Joy? Sao là sao qua? Nay đào kết nối đúng không? Chơi với gái đúng không? Xong cửa nể biết gì trời. Gái gú gì? Người ta chuẩn bị đầu quân vô WAG để bắn giải VFL đấy. Chứ WAG gãy quá. Đang tập luyện để thay thế mà game bên này. Tôi lại ông thiệt đấy chứ. Chơi với gái nó chơi với gái đi bị đặt. Vô rank 2 cân 4 thể hiện kỹ năng nè. Lên nha. Không dê nghèo lên xanh đèo. Ok baby boy. Mày có thấy cái gì tao đang thấy không là MC? Vô form, vô form. 1, 2, 3. Bắn. Ở đâu có đu chen, ở đó có chúng tôi. Hay lắm nha, baby boy. Khi là MC chơi chung với tôi mà có gái và cái kết.
Ôi trời ơi, đồ kia đâu, nay mặc đồ gì lạ vậy? Mang đi giặt rồi, phải đổi mới để chuẩn bị đi bắn VFL nữa chứ. Vô đây. Vô. Mà từ từ để tôi mời thêm cho. Gì? Là bà xê nay mời gái luôn. Bình thường thôi mà, thôi vô đi ông cô. Ok, vô. Bình thường thôi mà. Bình thường ở Bình Dương cái gì? Có địch địch để tôi ném lũ nó. Gì? Đặt nhầm lỡ tay không cố ý đâu. Bắt đầu thấy quê quê rồi đó. Ông chê nghèo lên xe nghèo. Ê đi xuống bạn ơi, đi xuống. Gì vậy? Xe này có hai chỗ thôi dòi đi tạm xe hai chặng đi nha, bye bye. Hai chữ anh em thế gian tìm không thiếu, sống đúng nghĩa tình thử hỏi được bao nhiêu. Hay lắm nha. Không bao giờ từ bỏ gần này thì tao sẽ cắn gần nghe thì tao bên cạnh. Đơn giản người tao chỉ muốn sống đúng với chữ người em người anh. Còn 400 xu kìa. Tuy là mà xe nó chơi hơi tí nhưng được cái nó chỉ cứu tôi thôi anh em. Rồi mở to con mắt ra xem game thủ VFL xử lý đây nè. Ủa là mà xe các em hôm qua đâu mà do làm gì? Cái gì vậy em nào? Làm gì có em nào đâu trời. Thôi đừng giả bộ nữa là mà xe ơi. À thì ra là Joy muốn chơi à? Đợi tôi xíu nha, để tôi mời cho. Rồi thế ai quen quen chưa Joy? Quen gì ba, tôi biết gì đâu. Em cho em nói như em mà giờ không quen là sao? Ơ em yêu một này, em yêu một nữa. Nhớ mình đặt số thứ tự hết rồi mà trời đâu rồi ra thêm em yêu một nữa gì? Mà bữa hỏi mình nhớ mình hỏi em ăn cơm chưa? Thôi mà. Gì trời? Ảo thật đấy. Ủa sao kỳ vậy Joy? Trời ơi nhức đầu quá. Đây là đâu? Tôi là ai? Ủa rồi còn cái chuyện hôm qua con ta. Không mà là mày sẽ biết tin gì chưa? À, tin chấn động chỉ có một mà thôi. Đúng. WAG đi bắn giải VFL đang xuống phong độ đúng không? Chỉ phải. Anh em tay bắt gấu vào đây giúp tụi tôi nha. Chứ cháu là cháu thấy WAG đang rất là xuống phong độ luôn. Thay người đi bác ạ. À. Để cháu và là mày sẽ vào bắn cho. Chỉ có thể là lượm cúp. Hello baby boy, Joy đang làm gì đó? Joy đang nấu mì, là đang nấu mì. Đùa thôi, Joy đang luyện trình để xin vào V Gaming để thay Kabi. Ghê vậy ba, tôi cũng đang luyện trình để xin vào WAG này. Ông là V Gaming, tôi là WAG. Thôi nhức đầu quá, thôi vô đi, 2-4 nhức. Cùng em đi qua bao đại. Cùng em đi qua bao đại dương, cùng em đi qua bao con đường. Từ từ nha. Yếu đây. Ok, lên nè. Nóc 1 đi ơi. 1, 2, 3. Ní ơi, nó một máu mà nó có đồng đội ní ơi. Không sao hết, vì tôi có một người đồng đội đắc lực cũng như là một người anh em luôn kề vai sát cánh. Lên đi ní, tôi tin bạn. Làm bà xe đâu vậy? Game thủ VFL Cường Flash. Nghe nói anh gà mới ra thẻ bu da có con nhân vật đỉnh lắm. Nên rồi sẽ quay cho anh em xem nha. Một hit thôi. Video này nói không với cắt ghép nha. Đấy, trên thế giới này ai làm được như tôi. Quái, tôi chưa lên combo mà mấy ní kia lên hết rồi. Bây giờ combo gì vợ tại à có rồi. Vô. Lúc này sau khi có mạng hai gục đầu tiên và mạng hai gục thứ hai, cây máu tối đa của tôi đã tăng lên 280 máu. Như qua này với kỹ năng che đầu thần sầu của tôi thì tôi đã gục ngã trước đối thủ. Kích hoạt kỹ năng Sonia và Xayne, mỗi mạng hai gục hồi 260 máu. Ảo thật đấy. Chuẩn bị ra sảnh đi. Vậy là Lý có biết ngõ là ai rồi. Toro Free Fire. Chưa đủ cháy á nhẹ. Vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Mới nghe tiếng chừng của con khứa nữa ở trên này nè. Ui, con gái hả? Nương tay bạn ơi, tay mướp. Ok, cho máu nữa, dễ thương nghĩa chứ. Mình có chìa khóa nè, đi lút kho báu thôi cậu ơi. Cái gì? Tôi sẽ bảo vệ bạn. Sonia trong tay không ngán một ai. Và đây là combo Toro Free Fire. Được rồi. Lút kho báu nào cậu ơi. Gì mày? Ê, không giỡn nha, tôi mới bảo vệ bạn đó, không giỡn nha. Ê, lút hết rồi. Hey, tôi cho bạn nụ hồng nhưng thứ nhận lại chỉ toàn là trong gai. Mình có chìa khóa nè, đi lút kho báu thôi cậu ơi. Cái gì? Tôi sẽ bảo vệ bạn. Chia sẻ những gì tôi đang mơ. Quadra kill.